Biển Đen tập 5. Cảm ơn anh Sergei Alexandrovich. Tôi hiểu rằng anh hy vọng là tôi sẽ lên sóng để làm cho bá tước Korianu yên tâm, nhưng tôi sẽ không làm việc đó. Để lên sóng liên lạc, tôi phải dùng chìa khóa với mật mã đôi. Một nửa tôi giữ, nửa kia ở điện báo viên. Họ làm thế để đề phòng. Nhưng điện báo viên gặp gì đó, theo tôi hiểu, là đã bị giết. Cho nên dùng một mật mã để lên sóng liên lạc là vô ích. Thế là rất dở. Ta phải về Novorossiysk gấp. Thu dọn đồ đạc đi. Thỏa thuận kiểu thế với ta là vô ích. Đừng trộn thành một mới Korianu. Coi anh ta như con. Điều đó có thể có tác dụng. Hay là nên đi bệnh viện. Người tôi mọi thứ ổn cả. Đồng chí trung tá à? Vẫn không có tin gì của nhóm à? Đáng tiếc không có. Các ngài tin rằng chúng ta vẫn kiểm soát được tình hình. Ngài đại tá, vậy thì ngài định án binh bất động bao lâu nữa? Thậm chí nếu ta bị mất nhóm này, vâng, đó là dở, nhưng không chết người. Ta còn một nhóm nữa, xin phép không đồng ý với ngài. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai trong số họ còn sống và rơi vào tay bọn Nga? An toàn của trường này có bị đe dọa không? Ngài đại tá, không ai biết rõ bảo vệ ở đây. Chẳng lẽ thế à? Còn anh con nuôi của ngài? Chúng không thể bắt sống Nikolai được. Thậm chí nếu tôi với ngài giả sử như thế, thì với anh ta không thể có chuyện phản bội. Anh ta là chiến binh lý tưởng, căm thù quân địch tận tâm can. Nhưng mà thôi, đủ rồi. Nikolai coi tôi là bố của mình. Tôi có thể bảo đảm cho anh ta. Dù thế nào cô ấy cũng sẽ chờ. Anh Nikolai ạ. Sergei. Lena, cô ấy bị ngất. Có chuyện gì thế? Lena mệt, cần vào viện. Còn thiếu tá, về quân quản. Thiếu tá à? Chào các đồng chí. Chào thiếu tá. Ta đi, đến trạm kiểm soát. Tôi sẽ gọi xe. Cậu nhìn đường cẩn thận, rõ nhìn đường. Thiếu tá bị sao vậy? Cô ấy bị nóng khi ở Leningrad. Bảo ở lại đó nhưng không nghe. Nếu tôi mà thế thì bước vào bệnh viện. Kinh khủng. Ta đi đâu? Đi bệnh viện. Panin đâu? Panin đã đến cục. Misa. Misa, ta cần về quân quản. Bỏ quân quản đi. Vậy thì cần đi đâu? Đến bệnh viện.
Xin lỗi. Chỉ còn tí nữa thôi. Tôi không hiểu ý nghĩa bài hát. Ý anh là sao? Hóa trang để làm gì thế? Sao mà thằng khốn nạn này lại biến thành thiếu tá an ninh? Theo tôi hiểu, đồng chí Banin là thiếu tá. Cái gì? Đồng chí à? Hôm qua là kẻ thù, bây giờ lại cùng ta. Anh bạn thân mến, lại còn cấp bậc cao hơn tôi. Nhỏ thôi, ba xa. Để nói đại tá Nesterenko giải thích. Hả? Ta đi thiếu tá. Đi gọi bác sĩ. Chạy đi. Rõ. Seriosa, vâng. Anh đừng đi. Không, ở đây ổn cả. Tất cả sẽ tốt đẹp. Các đồng chí ngồi đi. Cảm ơn. Đại úy, tôi bảo chờ đây đã. Tôi vào. Tôi vào không gì cả. Có gì đấy? Đồng chí đại tá. Ồ, ngồi đây rồi. Ừ, thì vào đi. Vào đi. Nghĩa là việc thế này. Đồng chí thiếu tá an ninh nhà nước Banin bây giờ sẽ làm việc với chúng ta. Thế đây. Như đùa. Còn thêm một lời nữa, đại úy, thì nập đơn xin thôi việc. Cho phép tôi sang phòng bên cạnh để thở. Ở đây không khí nặng nề quá. Im đi. Còn đứng gì nữa? Và tôi yêu cầu không được có ý kiến về chủ đề này nữa. Xin phép đồng chí đại tá. Tôi cho phép. Tôi hiểu các anh. Tôi thực sự hiểu tất cả. Xin các anh hãy tin điều đó. Tôi không coi mình ngang hàng với các anh, với bất kỳ người nào trong số các anh. Anh ấy hiểu. Anh ấy không coi mình là gì cả. Vajin, tôi lúc nào cũng tin việc mình làm. Kiểu khác tôi không biết. Nhưng cũng có lúc tôi buộc phải công nhận những lỗi lầm trong suy luận của mình. Có thể ai đó trong các anh cũng có lúc xảy ra như thế. Không có chuyện đó. Nhưng xảy ra với tôi. Phần lớn cuộc đời tôi sống trong sự căm ghét những người mà không có lỗi gì với tôi. Chi tiết thì tôi không có quyền nói với các anh. Nếu cần thì các anh cứ làm việc đó mà không cần có tôi. Tôi đã chiến đấu chống nước Nga. Chiến đấu một cách công tâm. Bây giờ tôi cũng sẽ bảo vệ đất nước công tâm như vậy. Tại sao bất ngờ thế? Bởi vì Nga lại là đất nước của tôi. Tôi sẽ bảo vệ nước Nga như bảo vệ cha tôi, vợ tôi, như đứa con tương lai của tôi, như người mẹ đã chết vì nạn đói. Tôi sẽ chiến đấu một cách công tâm, đến cùng. Đang chờ đồng chí. Xin phép. Không ai trong học viên biết địa điểm của trường.
Thậm chí, giáo viên cũng không biết rõ. Tất cả những ai đã qua 2 tuần tuyển chọn ở lâu đài Pokotia Brzezinski được xe tải chở đến trường. Dọc đường họ đổi bao bịt đầu để không nhìn thấy gì. Lái xe là sĩ quan cơ quan tình báo APQ. Và mỗi xe đều có sĩ quan của APQ đi theo hộ tống. Khi được cử đi làm nhiệm vụ thì cũng chùm kín đầu. Những học viên đã đi đó không trở lại trường. Ở phía trên chỉ có các điểm bảo vệ được ngụy trang kỹ. Ở đây đặt hệ thống âm thanh để phát hiện máy bay đối phương. Das Objekt wurde gesichtet. Rauchbomben zünden. Rauchbomben zünden. Ở đó còn có hệ thống xả khói phủ toàn khu vực. Họ làm thế để tạo ra cảm giác như sương mù từ cửa sông. Vậy thì tại sao anh được tin tưởng để có thể biết rõ mọi thứ? Tôi là một trong những người tạo nên trường này. Tức là một trong những người nổ bom mìn phá cản của ta. Đúng, tôi sẵn sàng chuộc tội bằng mọi việc. Suy nghĩ đúng anh Nikolai. Bây giờ về những gì nằm dưới lòng đất. Toàn bộ quân số, kể cả học viên, sống ở các bunker ngầm. Ở đó bố trí cả một tổ hợp phòng ốc, có phòng để ở, phòng để học tập. Ở đó thiết kế một cổng nước đặc biệt, thợ lặn của trường và ngư lôi có thể qua đó, để tất cả có thể di tản trong trường hợp khẩn cấp. Nó như là một đường hầm dưới nước dẫn ra biển khơi. Khi huấn luyện có bài tập di tản khẩn cấp, bất ngờ vây bắt tất cả gần như là không thể được. Khi có nguy hiểm dù là nhỏ nhất, tất cả thoát đi theo đường hầm này. Học viên còn có thể thoát ra bằng ngư lôi điều khiển được. Cửa ra từ đường ngầm ở đâu? Cái đó thì tôi không biết. Tôi chỉ tham gia xây dựng cơ bản. Tôi không nắm chi tiết. Đường hầm được xây sau khi tôi đã đi. Không biết hay là tự nghĩ ra. Đồng chí đại quý, đi ra ngoài. Đồng chí đại tá cho phép đồng chí Vajin ở lại đây. Anh ấy cần phải có mặt ở đây. Tiếp tục đi anh Nikolai. Nhóm của tôi lên sóng, liên lạc đúng thời hạn quy định. Nhưng lần thứ hai thì không được. Có một tình huống mà việc không lên sóng lần thứ hai sẽ được coi là lý do chính đáng. Nếu tình huống khi nhóm đang chuẩn bị làm nhiệm vụ được giao không cho phép lên sóng liên lạc, cần phải có vụ phá ngoài thực tế để xác nhận. Và nếu ở thành phố khác thì sẽ tốt hơn. Ví dụ như ở Gelendip, cần tiếng nổ to tối đa và trong thời hạn sớm nhất. Cụ thể là gì? Tôi không biết. Các đồng chí quyết định. Nhưng vụ này phải được cả Berlin và cả Moscow nhắc đến. Vụ nổ phá tàu nào đó khá lớn. Tốt nhất là cả một chiếc. Ừ, giả sử làm được điều đó, tiếp theo thì sẽ thế nào? Cần phải tạo ra những điều kiện lý tưởng để tôi quay lại trường. Anh tiếp tục đi. Khi đã ở tại chỗ, tôi có thể biết vị trí đặt đường hầm nước đó và phối hợp để hoàn thành chiến dịch tiêu diệt toàn bộ quân số của trường. Tôi hoàn toàn đồng ý và ủng hộ đồng chí Banin. Tôi cho rằng cần phải mạo hiểm. Tôi hiểu sự nghi ngờ của mọi người, nhưng tôi không thể có đề xuất gì khác. Dù đại tá quyết định như thế nào, nhưng cần phải làm giá vụ phá ngoại. Nếu không có, quân Đức sẽ thay đổi chiến thuật, ném bọn biệt kích đến đây và
Điều đó làm ta phức tạp thêm trong việc tìm kiếm chúng. Muộn, còn hơn đùa với quỷ. Đại tá Neterenko, nói máy với đô đốc Okotia Borosky. Lena sao rồi? Yếu lắm, bị viêm phổi. Sáng mai tôi sẽ đến thăm cô ấy một lần nữa. Tất cả nghỉ. Nếu có gì không đúng thế, tôi sẽ tìm ra anh dù có trốn ở bong ke của Hitler. Nikolai, hiện tại anh sống tạm ở bang tham mưu. Họ chuẩn bị cũng khá đủ đồ đạc rồi. Bây giờ tốt nhất là ít người có thể nhìn thấy chúng ta. Tôi hiểu. Lúc nào xác nhận được địa điểm của trường biệt kích, chúng ta sẽ trở về nhà của anh, để không phụ lòng tin của bố và Marina và những việc khác. Đây, xin mời. Anh quyết định cho tôi phòng tiện nghi như thế này để tôi không thấy bị sỉ nhục. Tôi sao thiếu anh được? Không, mọi thứ đều ổn. Ở đây, tôi thậm chí thích hơn. Khỏi phải đi kiếm chỗ khác. Và đã chắc gì tiện hơn. Hay bây giờ ta làm tí trà rồi đi ngủ. Thế cũng không dở. Bây giờ tôi đi pha. Chị tỉnh lại rồi à? Thế là tốt. Không thì suốt cả đêm chị nằm mơ cứ gọi Sergio xa mãi. Chồng chị à? Em cũng biết thế. Anh ấy đến thăm chị lúc sáng. Ai đến? Thế còn ai nữa? Chồng chị. Trông cao to, đẹp trai, trung tá hải quân, quan tâm đến chị lắm. Anh ấy hỏi bác sĩ về chị, rồi ngồi bên cạnh chị. Tôi mà được ai chăm sóc vậy? Chị cứ nằm đi. Nằm đi để dưỡng sức. Tôi có nói mơ khi có anh ấy không? Không. Khi có anh ấy, chị nằm yên. Anh ấy ngồi cạnh, rồi bước đi rón rén, như sợ đánh thức chị. Mà sao chị hỏi thế? Anh ấy không phải chồng. Chồng tôi hy sinh rồi. À, xin lỗi chị, tôi không biết. Chị nhỡm vậy làm gì? Nằm đi. Thấy áo quần đâu? Họ lấy cho vào tủ khóa. Nếu có đồ mang để chạy thì chắc chỉ còn nửa bệnh viện. Cảm ơn anh đã ủng hộ ý tưởng của tôi về Bandin, anh Andrei. Sergei, như anh biết, quân ta đang sắp mở đợt tổng tấn công. Cho nên, để thành công thì ta phải tập trung tất cả sức lực hiện có. Anh hiểu trách nhiệm thế nào? Chúng ta không có quyền để mất tàu vì bị phá hoại. Cho nên với Bandin có mạo hiểm, nhưng là phương án giúp ta. Và tất nhiên, đừng quên khả năng có thể phản bội đấy. Vâng, tôi nhớ. Cho nên tôi đã có đề phòng. Thêm một ngày nữa rồi mà nhóm vẫn chưa có liên lạc. Cho nên ngay bây giờ, ta cần phải gửi báo cáo về khả năng thất bại cho Berlin. Vâng, tôi đồng ý với điều đó. Günther, soạn điện mật về việc đó. Tuân lệnh, ngài bá tước. Còn ngài, tiếp tục tiết học đi. Dù thế nào chúng ta cũng phải cần đến lực lượng biệt kích. Rõ, đúng vậy. Thằng Ý, chị lắm chuyện. Lúc nào soạn điện gửi Berlin? Quên bức điện đó đi, Günther. Và cả Berlin nữa. Hiện tại ta sẽ không gửi gì hết.
Thay vì chuyện đó, chúng ta cũng cần nói chuyện về mấy cái này. Mấy bức ảnh này do điệp viên của Gestapo chụp. Tôi hy vọng rằng anh hiểu điều này có nghĩa là gì. Quan hệ với phụ nữ là điều không cho phép. Tôi hiểu như vậy. Đúng thế, Rizzoli người Ý máu mê phụ nữ, nay lại độc thân. Vì ghen tị, anh ta sẽ viết tố cáo anh. Đồ khốn nạn. Nhưng tôi bao che cho anh, và không phải chỉ lần đầu. Còn bây giờ, anh hãy giúp tôi. Rizzoli sẽ tin chắc rằng điện mật đã được gửi đi Berlin. Rất tuyệt. Và anh cũng nên nhớ, đừng bao giờ thật bụng với anh ta. Rất tốt. Anh chắc thấy sẽ rất rắc rối nếu mấy ảnh này rơi vào tay mấy thằng khốn nạn Gestapo. Đừng quên chàng. Anh ta ngồi. Ta bắt đầu giai đoạn mới của chiến dịch. Nó sẽ diễn ra địa phận của quân địch. Nhưng hiện tại chỉ một người sang đó. Đại úy Bave Bajin. Anh được giao nhiệm vụ xác nhận những dữ liệu mà thiếu tá Banin cung cấp cho ta. Rõ. Xin phép. Tôi nghĩ rằng Kotrianu muốn biết lý do tại sao nhóm không lên sóng đúng giờ hẹn và sẽ cử người đến kiểm tra. Người ông ta tin cậy là trợ lý. Tên là Gunther Emmet. Thế thì sao? Ta phải làm cho Gunther tin rằng tôi vẫn trung thành với đế chế. Lúc đó hắn có thể xác nhận về tôi. Nếu tất cả đúng kế hoạch, tôi với hắn sẽ cùng trở về trường. Và do đó liên hệ với tôi sẽ bị gián đoạn. Nhưng Gunther có người tình. Tên là Vera Dibenko. Cô ta là người Ukraine. Các anh tìm cô ta ở Kolia và theo dõi hắn. Khi Gunther đến chỗ Vera, điều đó có nghĩa là với xác suất cao, tôi giữ được lòng tin và ở chỗ mình. Em sẽ chờ anh. Các đồng chí, tại sao anh bạn mới của chúng ta tin chắc mọi chuyện sẽ đúng như anh ta nói? Tôi muốn nói với anh rằng chiến dịch này chúng tôi cùng nhau soạn thảo, tôi cùng thiếu tá Banin. Tất cả chi tiết tôi sẽ gửi sau. Đại úy Vajin, chuẩn bị để sang bên kia chiến tuyến. Rõ. Ta đang chuẩn bị chiến dịch làm vỏ bọc cho Banin và cử Vajin sang bên kia chiến tuyến. Bực mình là tôi ở ngoài cuộc và đã 3 ngày ngồi ở đây. Mà anh thì không có đủ người. Xin lỗi. Không có gì đáng sợ. Quan trọng là cô sớm bình phục. Và có cái này. Đem đến cho cô. Tôi trông tiều tụy lắm à? Không, cô rất đẹp. Anh mua riêng cho tôi. Vâng. Cảm ơn. Ô, hai người còn nói chuyện à? Tôi ra sân dạo chơi tí nữa. À, không không, đồng chí trung tá đang chuẩn bị về. Vâng, vâng. Nào đồng chí thiếu tá, chúc sớm bình phục. Cảm ơn. Và cô cũng mau khỏe.
Anh ấy không phải là chồng, thì tên là Seriosa à? Thế thì sao? Thì thế đấy, là người mà chị nằm mơ thấy. Thế mà còn thẹn thùng. Mà có gì đâu, chồng chị bây giờ không còn nữa, có gì mà xấu hổ. Còn anh ấy quan tâm thế, ngày nào cũng đến hỏi về chị. Và chị cũng thay đổi ngay khi anh ấy bước vào. Nhảy vào làm gì? Liên quan gì cô đâu? Tôi thì thế nào cũng được. Xin lỗi vì tôi hơi nóng. Không sao cả, chỉ muốn hỏi cho biết thôi. Tôi với anh ấy biết nhau từ hồi còn nhỏ, cùng học với nhau. Rồi tôi yêu thầm anh ấy, còn anh ấy thì làm như không nhận thấy gì hết. Không nhận thấy à? Chị đừng nói thế. Anh ấy như bị nghẹn thở mỗi khi vào đây. Còn bây giờ cái gì cản trở chị? Cơ sở bí mật của ta ở Colia và vùng lân cận, tất nhiên Corriano đã dọn kỹ. Chỉ còn một điểm điện đài ở đó. Rõ rồi. Còn anh, Andrei Fomic, có tin Banin không? Tôi không thấy lối thoát khác. Quân ta sắp tấn công Rum. Hạm đội phải phối hợp chặt chẽ. Chúng ta không có quyền để xảy ra bất kỳ vụ phá hoại nào. Người mà sẽ gặp anh ở đó đã được thông báo chi tiết. Sự tích thì anh tự nghĩ ra, còn đây là mật khẩu. Tôi sẽ nghĩ sao? Hỏi mua giày hết bao nhiêu, rồi sao mà đắt thế? Đáp đổi cả bao bột mì, rồi nhưng mang đã 3 năm nay. Tôi nhớ rồi. Ừ, còn nữa. Đừng cứ buộc tội Banin. Anh ta coi trọng anh. Chia tay anh, Andrei Fomic. Chia tay anh, Pavel. Ngài bá tước tìm tôi à? Ừ, Gunther. Anh sẽ đi Novorossiysk. Tuân lệnh bá tước. Thế thì tôi cần làm rõ gì ở đó? Theo tôi hiểu, nhóm vẫn chưa lên sóng liên lạc. Đúng thế. Anh đến đó để biết lý do tại sao. Còn liên lạc của tôi? Liên lạc anh sẽ thực hiện thông qua điệp viên Sun. Anh ta từ ghe lên giết, sẽ đến đó gặp anh. Rõ. Anh bố trí người theo dõi ở gần nhà tôi. Ừ, họ có mô tả hình dáng của Gunther Emes. Anh không chú ý anh Sergei. Chiếu tướng. Ừ. Đúng là đến nước cuối cùng mà tôi tính không kỹ. Chỉ vì anh suy nghĩ chuyện khác. Dừng lại. Chuẩn bị giấy tờ để kiểm tra. Cái đó thì không khó gì. Nikita Balepchuk. Balepchuk, ngài sĩ quan ạ. Buôn bán à? Đúng thế. Hàng gì đây? Đồ vải vóc, mấy thứ dùng trong nhà.
Còn cái gì đây? Ngài cầm đi, để tặng cho cô bạn của ngài cũng tốt. Anh tốt bụng đấy, cũng hiếm gặp. Được, anh đi tiếp đi. Cảm ơn ngài. Này, dừng lại. Hết rồi. Tao phải vào phố mua. Cho đi nhờ. Bác sĩ nói cô khoảng chục ngày thì ra viện. Vâng, lúc sáng ông ấy có nói. Tôi ở đây cũng mệt rồi. Anh nói thêm với ông ta, giữ người khỏe mạnh để làm gì? Nào, chịu khó tí nữa. Với lại ta còn phải chờ tin báo của bà Ve. Vadim sang bên kia rồi à? Anh ta đang trên đường. Thế còn Panin? Panin ở cùng Sergei. Sergei tin anh ta, không hiểu sao. Ừ, tin anh ta. Cô biết Sergei lúc nào cũng có phương án dự phòng. Nhưng để vụ này thất bại thì chúng ta không có quyền. Panin cương quyết để được cử sang lại bên đó. Vâng. Anh ủng hộ kế hoạch này. Ừ, tôi ủng hộ. Sergei đã thuyết phục tôi. Thôi được, tôi về. Cô bạn đây của cô chờ lâu, chắc ngủ ngoài hành lang rồi. Chúc chóng bình phục. Vâng, cảm ơn. Gì mà nhìn thế? À, tôi tưởng là có chuyện gì. Tưởng nhầm ha. Súng thì cần phải giấu cho kỹ. Nào, xuống xe ngựa ngay. Giày này mua hết bao nhiêu? Nhìn gì? Tôi đổi một bao bột mì. Đắt quá. Nếu bao bột mì thì đã ăn hết từ lâu. Còn giày thì mang đã 3 năm nay. Bọn phát xít chỉ thấy mông và lưng. Tôi không nghĩ là sẽ là phụ trợ cảnh sát. Chúc mừng đã đến, Nikita, Nikolai. Chào Nikolai. Ta đi, ta đi. Nào đi. Hình như ở đây. Đúng là ở đây. Đến nơi rồi, vâng. Cầm này. Anh ta không nói dối. Ta rút.
Polycarbus, lại đây. Cậu chạy đến điện thoại, nói anh Sergei hình như khách đến. Nhanh lên. Rõ. Có ai không? Chào chị, đại úy Zamelin, Ivan. Và chúc sức khỏe đại úy. Chúng tôi là Ilya Usokina. Đại úy đến thế này có việc cần hỏi. Tôi từ ban quân quản đến, có giấy giới thiệu nhờ giúp chỗ ở tạm. Mời chị. 16. Không phải đến gặp tôi. Nhà số 16 đằng kia. Đó là nhà Stolyarov. Anh ta ở nhà đó. Cái đó quá rõ. Chúng tôi phải ngủ trên phản. Anh đến Stolyarov. Hiểu rồi, tôi nhầm. Xin lỗi chị. Nhà kia hả? Vâng. Ôi, nhưng ở đó bây giờ trống trơn. Tại sao thế? Ở đó không có ai cả. Marina đi vắng. Nikolai đến nhà bà con. Quá rõ. Anh ấy cài nhắc. Làm được gì? Làm sao bây giờ? Bà sắp về chưa? Chắc không lâu. Đấy, cá của anh ấy cũng sắp khô. 1-2 ngày sẽ về. Vâng. Anh đừng ngại. Đến Krasnodar dễ tìm. Có phải như thời Romania còn chiếm đóng đâu? Hay là trong khi làm việc tôi có thể ở tạm nhà chị. Chắc lẽ ngủ ngoài đường. Có hay uống không? Nhưng quá chén thì chưa bao giờ. Là pháo binh à? Đúng thế, lính pháo binh. Chục rưỡi mỗi ngày. Được chứ? Không khó gì. Vâng, mời anh vào. Cảm ơn. Vajin xác nhận lời Banin nói. Đồng chí đại tá. Đồng chí đại tá. Gì đây? Tin báo của điểm theo dõi. Phát hiện khách ở nhà Banin. Theo mô tả, đặc điểm phù hợp với điệp viên ta đang chờ. Ừ, tức là đã đến. Vâng, điều đó nói lên lời của bà Nin đáng tin. Thế nào? Ta tóm lão khách để xử lý. Rõ. Chị hạnh phúc quá, Elena. Ngày nào chị cũng có sĩ quan to đến thăm. Xin lỗi. Được rồi. Tôi ra hành lang. Ngày nào cũng đến để làm gì? Không biết. Xin lỗi anh. Chỉ vì Nesterenko tối qua đến quá muộn. Cô ấy chờ và hút sạch bao thuốc lá đại tá đưa cho. Tôi đem táo cho cô đây. Anh lấy đâu ra? Mấy anh em đem đến. Cảm ơn. Ngon quá. Rất vui vì cô thích. Anh đừng tin Banin quá. Và không nên cử anh ta quay về lại bọn Đức. Ta không còn cách khác. Phải tiêu diệt hết bọn biệt kích trước khi mở màn đợt tấn công. Còn nếu hắn phản bội, tôi đã tính khả năng đó. Và ta sẽ mạo hiểm. Anh hứa sẽ đem tôi đi khỏi đây. Tôi sẽ suy nghĩ. Seriosa rất mong anh. Tôi thật sự cảm thấy trong người rất là khỏe. Thôi được, mặc kệ. Nhưng phải ngày mai. Nhất trí. Còn vụ phá ngoại giả thì thế nào? Đêm nay chúng ta sẽ cho nổ chiếc tàu chiến ở cảng gần Gelendzhik. Xong rồi, mẹ kiếp. Sao bữa trưa ta lại đến đây? Chúa ơi,
Tàu bị nổ à? Vâng, bọn bị kích đánh bom. Đồ phát xít chó chết. Kunz, gửi ba tướng. Mã số mật khẩu OBN. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Đánh đấm tàu chiến bất tử và tàu khu trục Komsomo. Không liên lạc được vì chúng kiểm soát chặt sóng vô tuyến ở vùng cảng và thành phố. Khi làm nhiệm vụ, 6 người bị hy sinh cùng điện báo viên. Mua sách báo đi. Chào bác. Cái gì vừa nổ thế? Natalia, tôi đã nói với chị tiếng Nga mà không nghe. Tàu chiến bị nổ ở Gelendzhik. Ừ, sách giá bao nhiêu? Một rúp 20 anh ạ. À, hơi đắt đấy. Đắt à? Anh mua đi. Toàn sách của Lermontov, Pushkin, Chaikov. Không thèm quan tâm mà. Có lửa cho xin tí. Có gì ở Gelendzhik thế? Vụ phá ngoại, phá nổ tàu chiến. Phải kiểm tra lại thông tin. Hải Hướng Dương bán mấy? Mua đi con, rang ngon lắm. MS, báo cáo đêm qua ở cảng Gelendzhik, tàu chiến bị phá nổ. Anh kiểm tra lại điều này bằng tất cả các kênh ta có. Tuân lệnh ngài đại tá. Chào anh. Đồng chí Stoliarov. Đúng thế. Còn anh là ai? Đại úy Zamelin Ivan, làm việc ở cục. Ban quân quản giới thiệu đến ở tạm nhà anh. Được, ở đây nhiều chỗ. Thế là tốt. Tôi đến hôm qua, không gặp anh, nên ngủ lại ở nhà bà hàng xóm. Giờ mới thấy, người cần gặp. Tôi không ngờ anh sẽ đến. Nếu không thì đã chờ. Thế này đơn giản hơn. Anh vào nhà. Tôi cho xem tôi có thể giúp được gì. Chào Gunther. Xin chào ngài, Goodman. Hai tàu trong một đêm. Chúc mừng anh. Đáng lẽ 3, nhưng không kịp. Còn tổn thất 7. Trong đó có điệp viên Hite và điện báo viên Ikama. Làm sao được? Như thế cũng xứng đáng. Ba tướng sẽ hài lòng. Im lặng.
Làm gì thế Nikolai? Tôi không là Nikolai ở đây. Ngài trung úy dẫn đuôi đến. Không thể có chuyện đó. Thì ngài xem đi. Ừ. Bây giờ ta làm gì? Tôi sẽ không đầu hàng chúng. Sẽ chết. Thôi, ngài xuống dưới. Còn anh, ngài đi đi. Tôi yểm trợ. Ta sẽ gặp ở tảng đá trắng. Ngài biết cột mốc. Nếu tôi không đến thì ngài rút đi không có tôi. Ừ. Sẵn sàng chưa? Rồi. Polikarpov chặn cửa. Theo tôi. Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Sao lại thế này? Andre, anh thế nào? Trúng chân à? Ổn cả chứ? Vì chạy vội quá nên bị sái chân. Còn lại thì ổn cả. Mọi chuyện thế nào rồi? Cậu có thích không? Không sao, bình thường. Cô lấy đồ và thay nhanh thế à? Tôi không là sĩ quan Smith sao? Phải có người bao che cho. Ta đi qua cửa chính. Đi. Đứng lại. Các anh là ai? Ê, cô đi đâu? Đi đâu? Các người là ai? Đứng lại. Tôi bảo các người là ai? Lên xe, nhanh lên. Lên xe, lên xe. Đi, ta đi. Ta đi đâu? Về nhà tôi. Ở chỗ trước đây là nhà trung tá Ego Soley ở à? Ở với vợ. Ừ, về chỗ đó. Hôm nay tôi ngủ lại đây. Sáng mai tôi với cô đến cục. Và cô gặp đại tá. Còn anh sẽ đi đâu? Họp cùng với Banin. Còn tôi không được mời dự họp nữa à? Cô đang ở bệnh viện, đừng quên. Thôi được, nhưng chỉ đến mai. Đến mai, đồng chí thiếu tá. Em còn nghĩ đến Saburov không? Tất nhiên. Anh lúc nào cũng nghĩ đến cậu ấy. Anh không biết rồi sẽ thế nào. Anh phải thú nhận với em là anh mắc căn bệnh nghiêm trọng. Bệnh của anh gọi là tình yêu. Anh mắc bệnh ngay từ khi nhìn thấy em lần đầu tiên. Em cưới anh làm chồng đi. Ego, anh đứng dậy. Em không thể làm được. Tại sao? Đó là vì xe ghi à? Xin lỗi anh. Hết tập 5.